Tuyên chính là người duy nhất trên thế giới này có thể nói chuyện được với tất cả loài vật. Thí dụ các bạn thấy một con ruồi đang đậu ở đây. Mọi người có nghe được nó nói gì với Tuyên không? Không phải con vật nào nó cũng nói chuyện được đâu. Những con vật mang hình tướng súc sanh nhưng mà lại là Bồ Tát thị hiện thì tôi mới nói chuyện được. Bây giờ tôi nói con ruồi nha. Ruồi ơi, tôi phải làm việc, tôi không được nghỉ ngơi nhiều, nên Bồ Tát có khuyên tôi cũng vậy thôi. Này, lên tai tôi đi. Ok, bây giờ Bồ Tát sẽ muốn nhắn nhủ gì với Tiêu? Hãy giúp cho em Việt Nam ạ. Tôi đã cố gắng giúp 7 năm rồi, giúp cho một số em trở thành tiên cá rồi. Bồ Tát muốn tôi giúp nhiều hơn hả? À? Hãy nói cho thế giới này biết Tiêu là ai hả? À? Không được, tôi không muốn can thiệp vào việc của quỷ thần phán xét nhân loại. Bồ Tát năn nỉ hả? Năn nỉ cũng vô ích thôi Bồ Tát à. Chỉ có học trò tôi mới cứu được thế giới này thôi. Bây giờ Thầy Ưng sẽ cho Bồ Tát rồi. Vậy thì hãy cứu giúp các loài vật hả? Bồ Tát ơi, Bồ Tát. Bồ Tát rất thương Tiêu hả? Để tôi cho Bồ Tát ăn nha. Bồ Tát sẽ mang thân ruồi trong bao lâu? Bồ Tát tính mang thân ruồi này bao lâu? Vài ngày nữa thôi hả? Gì? Còn một ngày nữa thôi à? A Di Đà Phật. Tôi không muốn giúp trẻ em. Tôi không muốn giúp trẻ em thành tiên cá nữa Bồ Tát hả? Làm trái ý quỷ thần thì không có lợi cho tiêu. Quỷ thần điều khiển cha mẹ của tiêu, điều khiển người thân của tiêu. Bởi vì tâm của chúng sanh gần với cảnh giới của quỷ thần lắm nên tôi giúp đỡ thì sẽ giống như Chúa Giêsu vậy đó. Thì tôi sẽ là người bị hại. Bồ Tát cứu khuyên chịu thiệt là phước hòa dạy. Thôi cho Bồ Tát ăn nè. Bồ Tát ăn đi rồi mai Bồ Tát chết. Bồ Tát không muốn ăn hả? Ăn đi. Ăn rồi mai cũng chết hả? Ăn đi Bồ Tát. Bồ Tát quyết định không ăn. Tại vì mai Bồ Tát cũng chết. Tuy con cũng vậy. Ăn rồi cũng chết, không ăn cũng chết. Quý vị phải hiểu quy luật đó, sống trên đời này chúng ta đến đây đừng cầu sự bất tử. Thân thể này không bất tử, tôi đã gặp những người rất là cực đoan. Họ nghĩ rằng họ đi theo Chúa họ sẽ được sự bất tử. Đủ thứ chuyện, những người suy nghĩ cực đoan như vậy nên tránh xa. Đừng để những cái tư tưởng, cái sự tẩy não của họ làm ảnh hưởng đến mình. Trong thế giới này những người không yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật, những người không sống hòa hợp với thiên nhiên,
họ còn nỗi sợ hãi trong tâm của họ, thì họ là những người cực đoan. Họ có những suy nghĩ bất chính. Họ chưa thoát khỏi dục, họ chưa thoát khỏi gánh nặng vợ chồng con cái, thì những gì họ nói với chúng ta và ngay cả nhịp tim của họ đập không chậm, nghĩa là họ không thiền định được, họ không vững tâm được, họ không gan dạ, họ không đi qua nỗi sợ hãi, họ không bơi lặn trong biển, họ không đi qua bóng đêm, họ không làm được những việc đó. Những gì họ nói với chúng ta dù có cao siêu cách mấy, nhưng đó là cảnh giới của quỷ thần. Quý vị nếu hiểu được như vậy thì hãy thức tỉnh. Các học trò của Theon, 3 giờ sáng tụi con làm cái gì? Mỗi bữa là tụi con ăn. Bây giờ tụi con phải tập bình tĩnh, yên lặng. 3 giờ sáng mà nó gặp được Theon nó vui như vậy đấy. Người ta làm chó như con, nhưng người ta không biết bơi. Nhưng chủ người ta không có phước, người ta bị đem đi đốt. Còn tụi con làm chó của tiên cá. Tụi con quá là sung sướng, tụi con được có cơ hội làm thần thú. Yeah, em quen Theon thì có cơ hội làm tiên cá. 7 năm trước tôi đã cố gắng giúp trẻ em thoát khỏi bệnh tật. Tôi chỉ rõ những YouTuber như Thơ Nguyễn, như Rick DeVille, giờ nhiều quá tôi cũng không nhớ, những bạn đó lên trên mạng làm những việc xấu để gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em. Và một số trẻ em đã noi gương theo, dẫn đến hôm nay thế giới trở nên tiêu cực. Những ai nói xấu Theon đều bị quả báo. Bởi vì Theon là tiên cá biết tất cả. Và đa số đều là trẻ em. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.500 trẻ em thành trẻ mồ côi. Tôi giúp cho trẻ em trở thành tiên cá thoát khỏi bệnh tật, thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật. Tôi tạo sự kiện cho các em ấy chơi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi giúp các em ấy thoát khỏi nghiệp chướng nhìn thấy trước mắt, nhưng đổi lại chỉ là sự phỉ báng. Hằng đêm khi con người ta ngủ, Theon cũng ngủ như tất cả, nhưng tôi phải xuất hồn đi làm việc ở các thế giới khác. Thân thể tôi sống trong cõi dục này, chịu trách nhiệm với tương lai của thế giới này và các thế giới khác cũng vậy. Thân thể chỉ là lớp vỏ bọc. Khi làm chủ được linh hồn, chúng ta sẽ thật sự bất tử. Khi làm chủ được linh hồn, quá khứ, vị lai,
chúng ta đều biết rõ và phải làm sao trong hiện tại. Phải sống như thế nào trong hiện tại cho thật đàng hoàng, tử tế. Để rồi khi mất thân thể này, chúng ta sẽ trở thành những tinh linh cao cấp. Hôm nay tụi con mang thân thể của chó để đến thế giới này làm việc giúp tiểu. Trẻ em không làm được, người lớn không làm được, thời này chỉ có thú làm được. Có thật sự là như vậy sao? Không, tất cả đều phải làm được thì mới cứu được thế giới này. Bao năm nay các em đã noi gương của ma quỷ, làm những việc xấu xa. Tương lai thế giới còn thê thảm hơn nếu các em tiếp tục tiêm nhiễm vào cái xấu, quỷ dục. Họ thử thách các em, họ dạy cho các em về những thứ bậy bạ, và họ tạo ra những trang web đen đầy rẫy trên mạng để lôi cuốn các em khi các em còn là con nít, mà các em bị đam mê vào sắc. Các em sẽ bị hủy hoại thân thể của mình. Và con cháu của quỷ dục rất nhiều, như Ngô Diệt Phàm, nó mang hình tướng của những người nổi tiếng, những ngôi sao, những siêu sao YouTuber để cám dỗ các em vào trụy lạc. Quỷ dục về ăn uống, quỷ dục về sắc, quỷ dục về tham lam, đủ thứ quỷ dục. Đối với Tư U thì họ là Bồ Tát, nhưng đối với các em họ chính là những thử thách khó thể vượt qua được. Làm sao có thể vượt qua được? Các em phải đi trên con đường của Tư U đang đi. Các em khó thể thoát khỏi cám dỗ. Và hôm nay, với hơn 1.000 trẻ em mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh rằng Tây Un đã nói đúng, không sai gì cả nếu các em không nghe lời Tây Un. Nói 1.000 vậy thôi chứ thật ra chục ngàn. Bởi vì số lượng thống kê là không tính được. Hôm nay các em rất là đau khổ, các em rất là buồn. Nhưng đó là những gì các em đã chọn, những gì tôi đã nói rồi. Và sẽ còn nhiều biến cố diễn ra nữa. Vẫn chưa là hết. Những lì gì á, chân thật, tôi đã cố gắng giúp những ai hủy bán tiêu đời này đều phải lãnh quả báo, không phải do tương tạo mà là do quỷ thần họ thử thách các em, và họ kính nể tiêu, và họ sẽ tạo ra những điều đó cho các em, gây khó dễ cho cuộc đời các em. Các YouTuber siêu sao nổi tiếng của các em không thể thoát khỏi bệnh tật, nhưng Tư Un thì có thể. Các YouTuber nổi tiếng của các em họ đều phải thay đổi. Giờ họ có sự nổi tiếng nhưng đổi lại tai tiếng và bị công an xử lý. Đúng với những gì Tư Un đã nói, họ sống trong cảnh giới của ma quỷ thì họ phải bị như vậy. Họ là những vị Bồ Tát thể hiện cảnh giới xấu
để cho các em thức tỉnh, nhưng các em không thức tỉnh và họ thì đang trong cảnh giới của ma quỷ, họ không thể nào thức tỉnh được. Sẽ đến một thời, một giai đoạn nào đó, còn các em còn nhỏ mà noi gương của ma quỷ thì sẽ trở thành ma quỷ, thì sẽ chịu khổ báo, sống thua cả con chó Tiêu Ân đang nuôi.